Xin chào mọi người. Cái bao tay này là mình chuẩn bị trẻ một cái trái mít. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món mít kho chiên làm gỏi. Thì cái món mít này làm nó cực lắm mọi người ơi, các bạn ơi. Cho nên rất là ít thường xuyên nha. Nó không phải là nó cực cái gì mà là mình rất là khó chịu về mũ của trái mít. Rất là khó chịu. Cho nên vấn đề ăn mít non ở đây thì nó là vấn đề rất là nan giải. Mỗi lần mình ăn mình nhát cái mũ của nó chứ không phải là gì. Cái mũ của trái mít rất là khó chịu. Là rất là ngán nhất là cái khâu là mình gọt nó, mình sơ chế nữa nè. Thì mủ nó ở trong cái trái mít non này rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà mình sắt nó mình ngán lắm. Mang cái bao tay thì nó sẽ giảm đỡ bớt đi. Chứ còn khi mà mình sắt xong rồi cái khâu chế biến nó rất là dễ, không có khó gì cả. Nó cũng là một món ăn tạm thời là ngon lắm, nhưng mà ngán có một cái là mình sơ chế nó thôi. Mủ nó vậy đó mọi người, mủ dữ lắm, mủ luôn. Ở thành thị lớn như Sài Gòn, đồ Long Xuyên đồ thì mình nghĩ là người ta có luộc sẵn để người ta bán. Cái điều đó cũng rất là tốt. Nếu mà mình ở thành thị mình nên mua. Cái đâu mũ quá chừng cái đâu. Thank you.
bông mình không có rửa được, mình rửa bằng cái gì đây ta? Cái nước tẩy nữa coi. Sau cái nào to hơn luộc luôn. Cái chả còn nhỏ quá. Chả mua ít quá nhiều. Mình thử mình đẩy cái này cho ta. Nước tẩy. Thời mới tẩy tẩy với một chút xà bông rửa chén tạm thời nó tẩy được mũ rồi, mình không biết nó sẽ sạch chỗ nào. Còn hơi ít ít nhưng mà tạm thời cũng được.
không biết là mình suy nghĩ có đúng hay là không, nhưng mà mình nghĩ là mình nên để vô đây một chút ít dầu để cho khi mũ mít nó ra nó không có dính chảo. Rồi bật lửa lên. Chưa thấy đứa nào hết đó con. Cái gì dầu như vậy thì nó sẽ giúp cho cái chảo mà nó không có bị hít mít vô. Giờ mình sẽ cho một ít muối và bột ngọt. Bây giờ nó thấm vô miếng mít. Rồi được rồi. Đậy nắp lại là xong. Cái lấy mít luộc của mình như vậy thì tạm thời cũng được rồi. Mình sẽ vớt nó ra. Tại vì cái này là mình chỉ là sơ chế thôi, cho nên mình luộc vừa chín tới chứ không phải là nó quá rượu. Khi mình kho thì mình sẽ kho hơi lâu hơn. Ở đây thì mình sẽ chiên lại nữa. Mình sẽ chiên xương nó lại nữa. Mình luộc khoảng chừng nửa tiếng. Rồi mình sẽ tiếp tục chiên miếng mít lại nha. Khi mình chiên xong thì mình sẽ để vào tủ lạnh. Mình để vào tủ đông đi, nếu mình muốn ăn cho lâu. Tại vì mỗi một lần làm cái này nó rất là cực, cho nên mình làm rất là nhiều. Và mình sẽ để dành vô tủ lạnh để đó. Khi mà mình sơ chế, mình chiên rồi xong hết trơn rồi, mình luộc rồi chiên rồi sau đó mình để vô tủ lạnh rồi bắt đầu mình cất ở đó để dành ăn lâu. Mình sẽ ăn bao lâu cũng được, không có sao hết. Làm cái món này á, nó cực có một cái là mũ quá rồi mình ngán vậy thôi đó mọi người. Như các bạn. Cho nên mình khuyến cáo mỗi lần mình làm á thì mình làm nhiều như vậy đó. Rồi xong mình để vô tủ đông để dành ăn. Mình ăn tới bao lâu cũng được hết, không có sao cả. Sau đó là mình lấy ra mình chế biến, mình có thể kho, mình có thể chiên, mình có thể làm rỏi. Mình sẽ chế biến tùy theo mình muốn ăn món gì thôi. Nó sẽ chế ra rất là nhiều món mà mình muốn ăn. Vậy đó. Đủ thứ âm thanh ồn ào. Video này có cả âm thanh của mấy con ve sầu mùa hè nữa nha mà các bạn. Ở đây là vườn quê cho nên các bạn sẽ nghe rất là nhiều âm thanh. Gà gáy, chó sủa, tù hú kêu, sáo kêu, ve kêu. Mọi thứ đều ồn ào, âm thanh thiên nhiên của đồng quê nha các bạn. Tại vì mình là người ở quê,
cho nên mình sẽ thưởng thức âm thanh của miền quê an là an bình. Âm thanh ồn ào các bạn đang nghe đó là âm thanh của ve sầu mùa hè đấy. Nhìn miếng mít rất là hấp dẫn, ngon đúng không? Khi mình sơ chế, mình chiên sơ như vậy rồi thì mình để vào tủ lạnh và sau đó thì mình sẽ chế biến theo sở thích của mình. Tùy mình muốn ăn món gì đó, mình sẽ muối chiên lại, mình sẽ kho lên, hay hoặc mình sẽ làm gỏi, gỏi chua. Rồi các bạn ơi, thì cái khâu sơ chế mít của mình đã làm xong. Thì đây là mít mà mình đã luộc chín rượu. Rồi đây là mình cũng đã luộc chín nhưng mà mình đã chiên lại, chiên sơ lại. Thì hai cái loại khác nhau như thế này thì cái mít còn tươi này thì mình sẽ để mà tủ lạnh, thì mình muốn ăn thì mình sẽ lấy ra làm gỏi. Còn cái mít chiên này lại thì có khi nếu mình muốn ăn mình cũng để tủ lạnh đi. Rồi sau đó mình sẽ muốn ăn thì mình sẽ sơ chế là mình sẽ chế biến lại. Tức là mình sẽ chiên lại, muối chiên. Mình sẽ ướp một chút hạt nêm, tiêu hay là sả gì đó tùy. Rồi mình chiên lại để ăn một bữa cơm. Hay hoặc là mình sẽ kho lại với nước dừa. Mình sẽ kho trong nước dừa và nước tương mặn. Nêm nếm như dừa ăn, kho lạc lạc thôi, đừng có kho mặn quá. Thì mình cũng có thể ăn trong vòng vài ba ngày trở lại. Rất là ngon, khi mình kho nó rượu thì nó rất là ngon, nó bùi bùi cái mùi mít và nó béo béo cái mùi của mình nêm nếm á. Thì đây cũng là một món ăn chay mà người ăn chay tự sáng chế ra để mà mình chế, để mình có nhiều thức ăn phong phú hơn. Rồi chúc mọi người thành công nha. Khâu sơ chế mít này thì nó cực lắm, phải cắt ra rửa rồi mũ rồi nó khó chịu lắm. Cho nên mỗi lần mình làm như vậy thì mình làm rất là nhiều vậy nè mọi người. Thì mình sẽ để dành ăn lâu lâu dài dài tới. Thì không phải là nhất định phải ăn một ngày một. Mà để trong tủ lạnh đi, để đông đá. Rồi sau đó mình ăn dài dài. Chúc mọi người thành công và hãy làm một món mít kho để thay đổi khẩu vị. Hay là mít chiên, mít làm gỏi vậy đó. Cho gia đình ăn chay của mình nha. Chúc mọi người thành công. Cũng làm theo như vậy đi. Và một ngày mới an lạc, nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh được hạnh phúc ấm no. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh được an lành hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ. A Di Đà Phật.